Thưa quý khán giả của Việt News USA, sống ở Hoa Kỳ, nơi được mệnh danh là thiên đàng trên đất, với sự kết hợp của các giống dân cùng chung sống và chia sẻ các ngôn ngữ, văn hóa, đem lại một sự kết hợp hùng mạnh khó có đất nước nào có thể sánh bằng. Tìm hiểu thêm về các cộng đồng bạn qua những con người thật, việc thật cũng sẽ giúp chúng ta biết thêm được nhiều cái hay, cái quý đáng học hỏi. Chương trình Song ngữ, cuộc sống quanh ta với các khách mời là những doanh nhân, nghệ sĩ, thương gia, chính trị gia sẽ đem đến cho chúng ta nhiều bất ngờ thú vị. Chương trình được sử dụng với hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt và với sự điều phối thật linh động lưu loát của cô hướng dẫn chương trình xinh đẹp và tài giỏi của tiểu bang Arizona, Tiffany Mộng Tuyệt, sẽ giúp các bạn trẻ thêm sự gần gũi với cộng đồng Việt Nam và cũng như những người khán giả của Việt News USA biết thêm được nhiều thông tin cuộc sống xung quanh ta. Trọng Phúc chào đón quý khán giả đến với chương trình của Việt News USA, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình. Cảm ơn quý khán giả đã luôn ủng hộ các chương trình của Việt News USA và đặc biệt là chương trình Song ngữ, cuộc sống quanh ta. Chương trình nằm nối kết các thế hệ với nhau bằng một chương trình song ngữ. Ngoài ra, chương trình còn tạo điều kiện để chúng ta cùng tìm hiểu về những cộng đồng bạn, những văn hóa, phong tục, tập quán, cùng những thành công, những gương tốt để chúng ta cùng thêm sự hiểu biết và cùng hòa nhập trong cuộc sống tại Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì Mộng Tuyên và Trọng Phúc cũng xong có là một loạt cái chương trình về cái tị nạn của người Phi Châu. Thì cái mà tụi này cảm thấy đó là cái cuộc sống của người Phi Châu cũng là tị nạn, nhưng mà so với cái thời điểm của người Việt của mình trước kia đó thì giống như trong một cái episode thì Mộng Tuyên có chia sẻ đó là cái opportunity nó không có nhiều. Nó giống như bị cạn hết rồi. Cạn là sao? Là trước kia thì chúng ta thấy rằng nếu mà những quý vị mà đi mà tị nạn đi qua diện HO trong thời điểm mà tị nạn đó thì mình sẽ được có tới 6 tháng. Được food stamp 6 tháng, được tiền nhà 6 tháng, rồi để có thể sống trong thời gian 6 tháng đó để mình vừa học tiếng Anh, học cái này kia để mà adapt đến cái đất nước này. Rồi sau đó mình khi mình đi làm rồi đó thì mới bị cắt cái food stamp. Lần đó bây giờ mình tự bươn chải, nhưng mà trong cái thời gian này thì đối với cái người Phi Châu đó thì họ chỉ có 2 tháng phải không em? Yeah. 2 tháng food stamp và 2 tháng tiền nhà. Nó chỉ được khá hơn mình trong thời điểm đó là họ được cái điện thoại được 2 tháng. Điện thoại cũng 2 tháng thôi. Chỉ 2 tháng thôi. Và thú vị, cái cộng đồng người Việt của mình đó thì tương đối cũng đông. Mà bởi vì trước khi tị nạn qua diện HO đó thì chúng ta cũng sẽ có một số người đã qua trước cái thời điểm đó rồi. Yeah. Thành ra cũng là một cái gì đó cũng hỗ trợ. Dĩ nhiên là trong thời điểm đó mình không có nhiều người Việt, mình cũng khó khăn lắm quý vị ơi. Tuy nhiên trong cái thời điểm này đó thì đối với cái người Phi Châu đó thì cái số lượng người họ cũng không có đông. Yeah. Đúng rồi, cộng đồng rất nhỏ. Rất nhỏ, rất nhỏ. Mà khi mà họ đưa vào tị nạn qua Arizona đó thì họ lại không ở chung như cái người Việt Nam của mình trước kia là ở cái người cái khu 26 rồi khu Missouri, cái khu là khu Orange County. Yeah, đó ở trong từng khu này thì còn đây thì họ ở người đại rác cách nhau 30 phút 45 phút, thành ra muốn giúp đỡ nhau cũng rất là khó. Mà trường hợp đi lạc thì nhiều. Không biết đường, không hỏi đi được hết, không hỏi ai hết, đi lạc thì chỉ có đi lạc thôi chứ không cách nào mà để mà tìm về lối cũ được. Sáng ra đi tưởng là đi chợ, cuối cùng chiều tối mới về tới nhà bởi vì đi lạc nguyên cái ngày đó. Và dĩ nhiên sợ lắm cho em ha. Dạ đúng rồi, xứ lạ quay người là mình không nói được tiếng Anh, tiếng U, rồi có nhiều cái điều để sợ lắm. Và cũng có câu chuyện mình nghe là một khi đi lạc rồi là đi bộ cả biết bao nhiêu miles để trở về một cái chỗ mà quen thuộc để rồi từ đó được hướng dẫn đi về nhà, nó khổ lắm. Mà em thấy giống như 30 tháng 4 là cũng sắp tới rồi ha, thì đã biết bao nhiêu năm qua người Việt tị nạn của mình sống trên Arizona. Thì như anh nói thì lúc đầu ngoài cái phần chính phủ ra, nghĩa là lúc đó là cái làn sóng mà tị nạn về đây rất mới, như anh của cái war, cái
cuộc chiến ở Việt Nam nó vẫn còn nóng hổi, và lúc đó là nhiều cái thành viên của các nhà thờ cũng rất là sẵn lòng giúp đỡ, thành ra có rất là nhiều cái, ngoài chính phủ ra mình đã được cái sự giúp đỡ của nhiều các gọi là tổ chức nhân đạo khác nữa, kính thưa quý vị. Mà ngày nay thì đối với cái cộng đồng của Phi Châu tại đây đó thì họ không có được biết đến nhiều, và đó cũng là một trong những lý do là anh Trọng Phúc là muốn làm một cái series, một cái chương trình hơn 10 cái cuộc phỏng vấn, 10 cuộc nói chuyện khác nhau, để biết đâu có một cái câu chuyện nào đó nó sẽ làm đánh động cái lòng trắc ẩn, lòng thương yêu của một ai đó, có thể giúp cho được cái cộng đồng này nữa. Thì đó cũng là cái mục đích của cái hơn 10 cái episode về những người Phi Châu tị nạn tại Arizona. Và chúng ta thấy những cái gì họ cần đó, mình chưa đề cập đến về cái phần mà cái nhu cầu hàng ngày. Chúng ta thấy rằng thường thường mình nói là mình sẽ giúp cho họ cái cần câu thay vì giúp cho họ cái câu cá. Thì nghĩa là chúng ta còn giúp cho họ cái công ăn việc làm, nhưng thật sự cũng khó đau đau lắm. Bởi vì thật sự cái ngôn ngữ của họ nó không có phải thông dụng. Thành ra ví dụ nếu mà tiếng Mễ, tiếng Anh này kia mình có thể mình hỗ trợ với nhau, và tiếng Việt thì dù gì bây giờ thì nó cũng dễ dàng hơn rồi. Đâu đó cũng có thể gặp, đâu cũng có người Việt hết. Còn đối với họ thì cái ngôn ngữ nó tới cả mấy trăm ngôn ngữ ở của Africa, nó phải chỉ là một hai ngôn ngữ không, dĩ nhiên nó cũng có vài ngôn ngữ chính, nhưng mà nó cũng rất là mênh mông, và cái người Việt của mình có muốn giúp cũng rất là khó để hiểu được ngôn ngữ của họ, và người Mỹ muốn giúp cũng khó. Cho nên cái việc mà giúp cho công nhân việc làm thì chúng ta cũng phải chịu khó một tí, là giống như là tìm cách để mà vươn tay vươn chân để nó có thể hiểu nhau. Thì cái công việc của họ thì họ rất là muốn có công việc làm ổn định, bởi vì cả gia đình mà chỉ có một người đi làm, mà trong một cái episode chúng ta chia sẻ đó thì họ làm có 2 tiếng đồng hồ một ngày à, hay là 2 ngày chứ, hai ngày trong tuần, 2 ngày trong tuần mà nuôi cả một cái gia đình, và phải trả tiền nhà, tiền thuê nhà và tiền ăn uống rồi tiền này tiền kia, và đi di chuyển thì cũng tới, nghe nói họ cũng đi xe bus này kia cũng tới mấy tiếng đồng hồ mới tới cái chỗ làm, rồi về nó mất tới khoảng 2-3 tiếng đồng hồ để mà cái chuyện di chuyển thôi, thì chúng ta thấy rất là khổ. Thì cái công việc làm là cái đầu tiên họ cần. Và ngoài ra thì chúng ta thấy rằng cái cuộc sống của họ đó, thì cái nhu cầu mà nuôi dạy con này kia đó cũng rất là khó, bởi vì thật sự đẻ con quá nhiều, có những trường hợp đẻ tới 8 đứa 10 đứa, và một mẹ đơn côi mà với rất là nhiều người con thì cái nhu cầu của họ cũng cao. Thì cái mà gọi là đường ngắn đó, đường ngắn để mà nuôi cái đường dài đó, thì thật sự là cái nhu cầu về food là thực phẩm, giúp cho họ những cái vật dụng trong gia đình, từ gạo cũng rất là cần, gạo, dầu, nước mắm chứ không cần, sữa. Đúng là trứng sữa, những cái gì, bởi vì họ thật sự họ cũng ăn uống như mình, chỉ có ngoài trừ là nước mắm này kia không ăn được thôi, chứ còn những cái thứ khác thì cũng giống như mình, đậu này kia đó thì họ cũng sử dụng. Họ đều cần thiết lắm quý vị ơi. Thì ở đây thì chúng ta cũng đã có hướng dẫn là có thể đi đến những cái nơi mà cho thức ăn miễn phí như là St. Mary's Food Bank, thì đó cũng là một cái nguồn, nhưng mà cái công việc mà cái tiện nhất cho họ là họ sẽ đến văn phòng của nha sĩ Xuân Vũ để mà nhận, tại vì ở đây cũng như là một mục sư Martin đó, là cái người mà hiện giờ là coi như là thủ lãnh của cộng đồng của người Phi Châu, thì ông cũng làm việc ở đây, ông có thể giúp mang những cái thứ này đi đến từng cái căn hộ mà cần cái sự giúp đỡ. Thành ra nếu mà quý vị có thể cho những cái thực phẩm này và drop off để tại văn phòng của nha sĩ Xuân Vũ, thì đó có nghĩa là chắc chắn là sẽ là một cái điều hay và dễ dàng cho những người này nhận quà của quý vị. Thật sự thì chúng ta thấy rằng cái con người ai cũng vậy. Nhiều khi chúng ta thấy có nhiều người thích làm thiện nguyện. Thì chúng ta thiện nguyện, chúng ta thấy cái tâm tâm thần của mình nó nhẹ nhàng, nó thoải mái hơn, bởi vì mình có thể cho đi tốt hơn là mình giữ cương khương mình giữ lại. Tuy nhiên thì có những cái dĩ nhiên mình gửi tiền giúp về người Việt Nam của mình ở Việt Nam thì điều đó tốt. Nhưng mà thật sự cái người ở tại đất nước đang cư mang của mình đây cũng sẽ gặp có nhiều trường hợp cũng rất là khổ, nhiều cái khổ hơn nhiều so với người Việt Nam của chúng ta. Sau những cái trường hợp chúng ta phỏng vấn thì chúng ta thấy rằng họ khổ lắm. Và lúc nãy anh có đề cập tới là ví dụ như là có nhiều khi có single mom mà 8-10 đứa con gì đó quý vị,
thì quý vị có thể là nghĩ là ồ tại sao lại sanh nhiều con như vậy. Thật ra nhiều khi đó không phải là cái sự lựa chọn của người phụ nữ. Chúng ta cũng biết là họ đã trải qua cái thời gian mà sống ở trên các nước mà giặc giả và Congo. Và cái trường hợp mà anh Trọng Phú và Mộng Tuyền có nghĩ là mình sẽ mời một số quý vị này lên để mà chia sẻ câu chuyện của họ rất là nhạy cảm, là vì họ bị hãm hiếp quý vị, chứ không phải đó là vì họ là không muốn. Mỗi đứa con là một người cha khác nhau, rất là tội quý vị ơi. Những cái loạt phỏng vấn đó thì là tụi này chưa có can đảm và chưa có đủ tinh thần để ngồi xuống phỏng vấn. Nó sẽ rất là nhạy cảm và sẽ rất xúc động cho người ta xem. Thì muốn làm rõ thêm cái vấn đề mà tại sao mà single mom mà tới 8-10 đứa con như vậy để cho quý vị hiểu. Và trong cái, và cũng một phần nữa, trong cái thời điểm đó họ đang ở sống không phải ở bên này, họ sống ở trên cái trại tị nạn. Và lúc đó thì gần giống như là xa mặt trời đó, thì thành ra là cái chuyện mà bị hãm hiếp hay là bị cái này kia không kêu thấu trời. Thành ra có như là phải gắng chịu thôi. Thành ra là cuối cùng là cứ từng đứa một ra. Mà họ ở bên đó nó phải là chỉ 1 năm 2 năm như là ở Philippines. Hay là 5 năm, năm này tháng này tới có nhiều trường hợp tới 30-40 năm. Vẫn còn, hiển nhiên vẫn còn bên đó. Ý mình sau 30 năm họ vẫn còn sống bên đó mà chưa được qua tị nạn bên Hoa Kỳ này. Anh Trần Phúc có nhắc tới cái việc mà chúng ta có thể giúp là thức ăn, ngoài ra họ cũng nhận những cái thứ như là chúng ta chia sẻ là áo quần vớ, tại vì cũng có những đứa trẻ nó rất là nhỏ, 3-4 tuổi, 5-6 tuổi, rồi có những em là 13-15 tuổi, họ cần quần áo, cần đồ chơi, có nhiều cái món đồ chơi. Mong tiền thấy mình ở đây là mình nhiều quá. Trẻ, nhiều em có rất là nhiều đồ chơi, nếu mà chơi xong chơi nữa, đó, mình gom lại mình đem cho các bé này, họ sẽ rất là quý. Rồi ngày qua áo quần cũ ở bên đây là em thấy là ví dụ như trong gia đình chị cũng thích mua đồ sống đồ cho con em lắm, thành ra có đồ nhiều khi nó vẫn còn mới, mình vẫn có thể cho lại cho các gia đình này. Rồi ngoài ra ví dụ như ở trong nhà, nồi niêu xoong chảo, nếu mà quý vị đã chán cái bộ nồi niêu xoong chảo cũ của mình, muốn mua bộ mới, đem cái bộ cũ tới đây, mình vừa cảm thấy vui vừa được một cái cớ để đi sắm cái bộ mới nữa quý vị. Đây là những cái thứ rất là căn bản. Rồi họ còn nói thêm là xà phòng, dầu tắm gội vân vân, đây là những cái thứ mà họ rất là cần thiết. Dạ, nên cái đó là cái mà Trọng Phúc và Hồng Tuyền hy vọng trong cái sự kêu gọi ngày hôm nay đụng đến tấm lòng quý vị, để chúng ta có thể mở rộng của lòng mình, giúp đỡ cho những người mà thật sự họ cơ nhỡ hơn mình. Cái việc mà họ qua được gọi là tị nạn ở tại đất nước Hoa Kỳ là đối với họ là một cái phép lạ rồi, một cái là phép nhiệm màu rồi. Tuy nhiên thì cái niềm vui đó chưa được thỏa mãn đủ ha, trọn vẹn thì là đi là đối đầu với mới được hạ gạo của cuộc sống. Và mới được cái hạnh phúc được ngủ ngon giấc trong vòng 2 tháng là bây giờ tới cái bill phải trả, cái bill nhà, bill điện, bill nước, vân vân. Và có nhiều cái nó cũng hơi cái trường hợp, một trường hợp khác nữa mà chúng tôi đã nghe mà không có cho lên sóng, chưa có dịp đưa lên sóng á, là họ có trả tiền nhà quý vị ơi. Có một gia đình đã trả tiền nhà cho cái người mà manager, người quản lý, nhưng mà rất tiếc là cái người quản lý này họ lừa, họ đã bị mất cái chớp quản lý rồi, mà họ, tại vì họ đâu có biết những cái người là manager đó, manager thành ra họ cứ đưa tiền rồi tự nhiên mất tiền, không nghe cũng tội lắm quý vị. Thành ra đó là một những cái trường hợp mà mình nghe mình nói trời ơi, ở đây chắc mình bây giờ mình ít gặp trường hợp đó, nhưng mà trong cộng đồng Phi Châu thì đối với những người mới qua đây tị nạn thì đó là cái trường hợp, những cái điều mà họ phải gặp phải hầu như hàng ngày. Và ngoài ra đã nói đến công việc, cái job, thì mọi người với anh Trọng Phúc có thấy là các quý vị Phi Châu mình phải công nhận sức khỏe rất tốt nha quý vị. Mình thấy dáng cái bà của Tina ha, bà 78 tuổi, Christina 78 tuổi, mà mình thấy bà vẫn lanh lẹ, bà nói chuyện vẫn cười gọi là rất là khả năng, là vẫn còn khỏe, khả năng làm việc. Thì có một số công việc mà chúng tôi nói, và ông hồ sư Martin cũng đã chia sẻ là có thể là họ sẽ giúp chúng ta, ví dụ là chăm sóc bé nè. Những cái người phụ nữ đầy kinh nghiệm cho chăm sóc trẻ con ở nhà, nếu mà quý vị muốn cho cơ hội. Ngoài ra những công việc đồng áng họ rất là giỏi, cái việc mà trồng trọt,
thì chúng tôi cũng có đề nghị là maybe nếu mà quý vị có những cái nông trại quý vị cần người đến để mà giúp hái trái cây, giúp dọn dẹp vân vân, thì quý vị trong cộng đồng Phi Châu cũng có thể giúp nè. Rồi ngoài ra những cái việc khác như là dọn dẹp nhà cửa, dọn dẹp khách sạn, hoặc là làm việc ở nhà hàng vân vân, họ không từ chối việc gì. Đó là những gì mà mục sư Martin đã chia sẻ với chúng tôi. Thì trong Phúc nghĩ là nhiều khi quý vị nghĩ là ok, bây giờ mình không nói chuyện tiếng của họ được, thì bây giờ làm sao mà nói chuyện để mà yêu? Thì trong Phúc nghĩ là họ có cái điện thoại bây giờ có cái translate rồi, thì cái tỷ lệ, cái thành công của là cái mức độ mà chính xác của nó cũng là được 80% at least. Thì chúng ta có thể dùng cái đó để trao đổi qua lại. Đúng rồi. Thì cái đó cũng sẽ giúp cho quý vị có thể hỗ trợ cho quý vị. Thì quý vị có thể nhiều khi có những người bây giờ thì cái khó một cái là đi tìm người ở làm việc ở từ Home Depot cũng hơi khó hơn. Đúng rồi. Bây giờ làm việc vườn tược đồ ná, quý vị như mình cần cắt cây hay gì đó, kính thưa quý vị, mình có thể liên lạc, họ sẽ sẵn sàng là đến giúp việc cho chúng ta một cách rất là tận tâm, và cái phí thì nó không có cao đâu quý vị. Đây là những cái cơ hội mà chúng tôi nghĩ là nếu mà quý vị có dịp thì quý vị cho những quý vị này cơ hội, họ sẽ rất là cảm ơn. Và quý vị cũng vậy, nếu quý vị muốn tới thăm những người này đó, thì quý vị cũng có thể liên lạc với văn phòng của bác sĩ Xuân Vũ để có thể hẹn cái thời điểm quý vị cùng đi với bác sĩ Xuân Vũ, có người thông dịch cho quý vị luôn để mình có thể tới, để mình có thể hiểu được cái cuộc sống của họ như thế nào. Tới nhà của họ quý vị có thể thấy được sống họ sống ra sao. Thì trong cái khó khăn mà việc nhà cửa của họ đó, thì 2 tháng họ phải bị phải trả tiền nhà, còn không là họ phải đuổi ra nhà, và cũng kêu bị chủ nhà gọi cảnh sát tới bưng đồ đạc đổ ra ngoài hết, bởi vì không trả tiền nhà được. Thì thật sự là mới 2 tháng thì thật sự nếu mà còn không có làm gì được để mà có tiền để mà trả, mà cái nhà thì lại lớn. Quý vị nghĩ là ồ, tại cái nhà tại sao họ không có tiền họ lại thuê cái nhà lớn, bởi vì cái nhà lớn là do cái agency của chính phủ họ mướn, họ cho người ta ở cái tiền chính phủ cho đưa vào đó, họ không có sự lựa chọn là tìm căn nhà nhỏ hơn. Và cuối cùng thì trong vòng 2 tháng là hết cái tiền mà được support, và họ phải tự bươn chải. Thành ra nếu mà không bươn chải được thì họ bị đẩy ra ngoài. Thì cái đó thì Cộng Phúc Mục Tiền cũng có chia sẻ, thì cố gắng làm sao share vào với nhau như kiểu Việt Nam của chúng ta, mình Cali đó, một cái nhà nhưng mà chia thành nhiều cái vùng, hai chục người ở share với nhau. Thì cái đó là cái mà người Việt chúng ta cũng có thể đã từng trải qua, mình biết nó cũng cực khổ, nhưng mà nó có thể là một cái gì là để giúp cho tiết kiệm trong cái thời gian ngắn nào đó. Thì cái đó thì Cộng Phúc Mục Tiền cũng đã chia sẻ cho họ cái niềm xương máu của người Việt của chúng ta trong thời gian chập chững chập ướt chừng ráo tới Hoa Kỳ. Tuy nhiên nói vậy thì không phải ai cũng sẽ có cùng một cái quan điểm chung với nhau, nhưng mà thật sự thì chúng ta thấy rằng họ cũng rất là khó khăn. Và cái khó khăn của họ, mặc dù chúng ta nghĩ rằng thời điểm này làm gì có chuyện khó như hồi trước mình mới qua, phải không? Mình ai cũng nghĩ là ô, bây giờ cái chuyện mà người Việt của mình qua tị nạn như vậy cũng không có chuyện gì khổ nữa, giống như là cái người khổ là người qua đầu tiên. Nhưng mà không, đối với những người Phi Châu thì đúng, họ cũng sẽ là những người đầu tiên trong cái thời điểm đó, và họ đang cần những cái bàn tay đưa ra để có thể hỗ trợ giúp đỡ họ trong cái thời điểm chân ướt chân ráo này. Hy vọng rằng 20-30 năm sau họ nói lại, ồ, chúng ta có những người Việt Nam, cái cộng đồng Việt Nam đã giúp đỡ cho cộng đồng Phi Châu trong cái thời gian mà họ còn giống như là bế tắc đó. Mình cũng nhớ lại là cộng đồng của mình kể như khi cuộc chiến Việt Nam chấm dứt đó là năm 1975, cho đến nay gần 50 năm rồi. 49 thì, năm rồi đó. Gần 50 năm thì mình mới gọi là ổn định và phát triển tốt đẹp là trên nước Mỹ. Thì đối với những người tị nạn này, hy vọng là với những cái chia sẻ kinh nghiệm, những cái sự giúp đỡ hơn, thì họ sẽ rút ngắn cái giai đoạn. Nhưng mà mình đã trải qua một cái thời gian cũng gần 50 năm để mà hòa nhập vào cuộc sống, phải không quý vị? Và để có một cuộc sống tốt đẹp tại nước Mỹ. Thành ra cũng hy vọng là quý vị sẽ có mở lòng để mà giúp đỡ những người, đặc biệt những người Phi Châu này đến Hoa Kỳ không lâu.
Và nếu quý vị có những cái thắc mắc gì, quý vị cũng muốn tìm hiểu thêm trước khi quý vị có những quyết định, quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua cái số điện thoại của Đài Việt News. Chúng tôi sẽ có cái hàng cái số ở dưới đó, thì quý vị có thể liên lạc chúng tôi để hỏi thêm. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ những cái thông tin của mình biết. Và ngoài ra, như quý vị đó, quý vị muốn thử một chuyến đi thăm viếng họ để có sự cảm nhận. Thật sự nhiều khi Trọng Phúc Bồng Tuyền có cái cảm nhận được, bởi vì chúng tôi nói chuyện với họ, chúng tôi gặp gỡ hơn 10 cuộc nói chuyện với nhau, mình mới cảm, mình vẫn còn chưa cảm nhận được hết, nhưng mà mình cảm thấy là đây là một nhóm người cần sự giúp đỡ của chúng ta. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi. Hy vọng rằng quý vị sẽ cùng chung tay với nhau để chúng ta có thể giúp đỡ những con người thật sự đang cần. Cái này là cần chứ không phải là cái sở thích, cũng phải là chúng ta giúp đỡ họ cái gì mà giúp cho cuộc sống của họ nó vui hơn, mà không phải là cái này cái nhu cầu sống còn của họ. Vâng ạ. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi phần nói chuyện của hai anh em chúng tôi. Well, hey everyone. We've done about 10 plus episodes for the African immigrants who arrived from refugee camps to Arizona. And through the series, we've learned quite a bit about the community, about where they came from, and especially the current challenges that I deeply believe that each and every one can lend a helping hand. We've heard stories of the wars. We've heard stories of many of the family team members were killed during the war for no reasons. We've heard of the long journey, the many years that these team members have to stay in the refugee camps, up to 20, 30 years. And then ultimately the opportunity to live in the United States. Big dream come true for everybody. At first, the United States is a place to be, and it, through many stories, it is still the place to be. However, there are some challenges in between that I'll help to summarize. So once again, calling out for help, for any support. We do know that the community, the new members that just arrived here, do need help with basic necessities, including rice, beans, vegetables, eggs. They also need clothing, socks, toys for the kids. Any transportations, including bicycle, are more than welcome. On top of that, they also need job. They love to work. They love to self-help. But with the language barrier, as well as the training is not yet received, it's very tough for the community members to find jobs. And that's where we can also help. If you're in a position to offer jobs, or in a position to point the community to where they can do jobs or get obtained to a listing of jobs and apply for jobs, it's another pressing item that can certainly use your support. So once again, there's so many things that we can do here. If you like to drop your donations off, it's at Dr. Xuân Vu's office. If you like to communicate, share news, to share resources, jobs-wise, where to get funding, etc., you can contact VietNews USA at the number that we're displaying here as well. At the end of the day, as we've mentioned, the big stories and the big message that we still hear from the refugees is that they are grateful to be in the United States. They get food, they get a good night of sleep. But if we can help them overcome with the tactical items, as I've mentioned, jobs, basic necessities, then we'll be more than grateful. So once again, that's our message to you, and hopefully you out there can be part of this support system for the African refugees. Thank you. Mời quý đồng hương hãy đến với nhà hàng Mekong Palace. Nhà hàng được bình chọn The Best Điểm Sống in Arizona, với những món điểm sống ngon được mọi người mến chuộng như xíu mại, há cảo tôm hấp, chân gà nấu tương đen, bánh cuốn, bánh bao xá xíu, xôi hấp lá sen, v.v. Ngoài ra, nhà hàng còn nhận đặt tiệc, catering tận nhà hoặc ven nhiều cưới. Nhà hàng Mekong Palace mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, từ 11 giờ sáng đến 9 giờ tối, điểm sống từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Thứ bảy và chủ nhật, từ 10 giờ sáng đến 9 giờ tối, điểm sống từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Nhà hàng Mekong Palace tọa lạc tại 66 South Dobson Road, phòng 120, Mesa, Arizona, 85202. Điện thoại 480-962-0493, 480-962-0493. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Song ngữ Cuộc sống quanh ta với Tiffany Mộng Tuyền và khách mời. Chương trình phát hình vào mỗi tối thứ hai hàng tuần trong khung giờ quen thuộc là 7 giờ PM giờ Arizona trên channel VietNews USA.
Mà đóng góp ý kiến cũng như tham gia chương trình, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 602-481-2647 hoặc theo địa chỉ email info.vietnewsusa@gmail.com. Chân thành cảm ơn. Chúc quý khán giả có một ngày thật là vui bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tới. Và đừng quên bấm nút like, nút chuông để luôn theo dõi cũng như chia sẻ các chương trình của Việt News đến với mọi người. Have a wonderful day and see you soon. We'll be right back.